Giới thiệu mình chỉnh bờ 8 ly hoặc 9 ly nè. Đó. Trường hợp mà chỉnh bờ 8 ly, 9 ly là bắt buộc mình phải ăn gian móc móc trên. Giả sử như mà mình mà mặt ngoẹt 8 ly là lúc mà móc móc lao tới nó sẽ đụng với cái mặt ngoẹt cái đuôi chuột này. Đó. Nó sẽ đụng với cái đuôi chuột này. Đó, đồng thời lúc đó một là mình lấy chiều sâu kim cho nó ngắn lại tí. Đó. Chiều sâu kim cho nó ngắn lại. Đó, bước đầu tiên là mình phải bắt mũi cho độ ngao móc cho nó tầm cỡ 2 ly rưỡi. Đó. Bước đầu tiên là mình lấy độ ngao móc cho nó tầm thường thường bắt tầm cỡ 3 ly 7 hoặc 4 ly 2 thì cái này mình chỉnh bờ 8 ly hoặc 9 ly là bắt buộc phải chỉnh cho độ ngao móc cho gần lại. Đừng đồng thời lúc đó là móc nó sẽ lao ra xích ngoài này. Đó. Bước đầu tiên là mình phải chỉnh độ ngao móc cho nó gần lại. Giả sử như mình chỉnh độ ngao móc mà lúc mà móc trên nó sẽ đụng với cái mặt ngoẹt này. Đó, nó sẽ đụng với cái mặt ngoẹt này nè. Thường thường chỉnh bờ 8 ly á, là nó sẽ ra lúc ngoài này. Bề bản nó bự giống như miếng giày. Đó, đồng thời lúc đó là móc lao tới nó sẽ đụng với cái mặt ngoẹt này là không được. Đó, rồi bây giờ tôi sẽ chỉ một cái chỉnh ăn gian là chì pha 8 nè, chỉnh đầu với của móc trên, chỉnh đầu với cho móc trên là ăn gian là mình chỉnh cho bờ 8 ly chạy cho không đụng với mặt ngoẹt. Đó, nhớ là bước 1 là mình phải lấy độ ngao móc cho nó gần lên tí. Thường thường mình bắt 3 ly 7 hoặc 4 ly 2, cái này bắt tầm có 2 ly rưỡi thôi. Đó, rút chiều sâu kim lên. Rồi tới bước thứ hai, giả sử như mà mình chỉnh ăn gian mà không được nữa là lúc đó đồng thời mình chỉnh cái ăn gian độ với của móc nè cho nó lùi về một tí. Đó, đó là chì pha 8 đây nè. Đó, chì pha 8 nằm đây. Mình mở lỏng ra. Quay kim giờ lên tăng cùng nè. Đó. Mở lỏng ra. Đó. Mở lỏng ra là cái này nó có thể xê dịch lên xuống được nè. Thấy không? Dạ. Giả sử như nó đang đụng thì mình cho nó lùi dạng tí, hiểu không? Còn mà giả sử như mà nó không bắt chỉ thường thường mà chỉnh bờ 8 ly á là nó ưa bị bọ mũi kia kim ngoài lắm. Đó, bọ mũi kim ngoài thường thường mình chỉnh làm sao cho nó xỏ chỉ vô rồi mình chỉnh là mình quay kim thử coi nó có bắt được cọng chỉ hay không, rồi lúc đó mình mới siết ốc lại là ok. Đó, thường thường ở trỏng á mà đa số mình chỉnh bờ 8 ly á, thường thường nó bỏ cái kim ngoài này nè, tại vì mình ăn gian móc nó lùi về rồi. Đó, lùi về lúc đầu là cái kim ngoài này nó không lấy được cọng chỉ. Chỉnh hai kim bờ 5 ly hoặc 6 ly thì quá dễ rồi. Còn mà 8 ly hoặc 9 ly á là nó ưa bị bọ mũi cái kim ngoài này nè. Ưa bị bọ mũi bông á, bông trên á. Đó. Đồng thời lúc đó mình lấy cái móc này nè. Mình lấy cái móc nè, giả sử như mà mình chỉnh các bản cơ bản đồ á là ok hết, mà chạy mà vẫn còn thấy bông mũi bông này, mình chỉnh bước đầu tiên ok, bước thứ hai độ với cổ móc không đụng với mặt ngoẹt ok, mà chạy lên vải bông mũi cái kim ngoài này bắt buộc phải xử lý móc. Đó, xử lý móc làm sao? Xử lý móc là mình mở lỏng ốc ra. Đó, mở lỏng ốc ra. Đó, đó, hiện tại cái móc này nè, thường thường mà kim đang đi xuống á là nó sẽ mình chỉnh bờ 8 ly hoặc 9 ly, lúc đó đồng thời mình sẽ lùi móc về, kim nó nằm ngoài này. Đó, hiện tại giả sử như mà mình chỉnh không đụng với mặt ngoẹt mà vẫn bỏ mũi cái kim ngoài này nè, là đồng thời lúc đó mình xử lý móc làm sao? Mình vô mình lấy cái chì á, nó có cái đỉnh này nè, đỉnh chỗ này là mình hàn một cái vòng tròn, chấm cái cục chì trên đây nè, đừng cho nó bung cái ăn gian, bung cái dòng chỉ ra, hiểu không? Đó, mình lấy cái tăm mình xỏ vô, sợ chì nó bích lỗ thì lấy cái tăm xỏ vô, rồi mình chấm một cục chì làm sao cho nó một cái đỉnh tròn chỗ này nè, một cái đỉnh vòng tròn chỗ này, đừng cho đồng thời dòng chỉ cho nó nở rộng ra một tí, hiểu không? Hiểu tôi nói không? Hiểu không? Hiểu vòng tròn nghĩa là mình chấm cái cục chì á
là vô ngay chân chỗ cái cạnh này nè. Lúc mà công chỉ nó mình xỏ vô, công chỉ nó sẽ hở ra một khúc dài, hiểu không? Là đồng thời lúc đó là cái kim đủ dư sức bắt được công chỉ. Còn mà mình chỉnh nó bị bầu mũi kim ngoài này mà mình không hàn cái móc trên này nè, lại sẽ bị bầu mũi đó. Cái đó trường hợp đó là trường hợp mình bí quá mà mình hết đường xử lý, bắt buộc phải xử lý móc này, mình chỉnh hết bài rồi lúc đó mình mới xử lý, là lúc đó là đem vô mình chấm làm sao hình vòng tròn, lấy cục chì á, hiểu không? Cục chì hàng á, hàng làm sao mà đừng cho nó bít cái lỗ này nha, lấy cái tâm ghim vô rồi hàng một cái vòng tròn nè. Rồi mà mình hàng xong rồi mình đi đánh bóng thiệt bóng à, mình đánh mà nó còn chạy xước là nó chạy nó không ra được chỉ đâu đó. Rồi rồi cái đó là chỉnh bị bọ mũi kim bông, mà đa số thường thường á đối với bài 8 ly hoặc 9 ly là ưa bị bọ mũi kim trong này nè. Cách giải quyết đó là mình dễ thôi. Trời sáng rồi, dễ gan vậy đó. 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 Thường thường mà mình chỉnh độ ngao móc cho nó nhỏ lại á, thường thường nó bỏ mũi á, thường thường bỏ mũi kim trong này nhiều nè, tại vì á chỉnh độ ngao móc gần lại thì mình kéo chiều sâu kim lên cao. Cách giải quyết nó là trường hợp là mình chỉnh nè, mình chỉnh mấy cái cần này nè, mấy cần này nó có tác dụng là chỉnh thòng lọng chỉ nặng nhẹ, hiểu không? Giả sử mà bộ mũi kim ngoài này là do hở móc hoặc cong kim, còn bộ mũi kim trong đây, kim trong cùng trong đây nè, đó là thòng lọng nó nhiều. Cái thòng lọng này là thường thường mình tạo cái thòng lọng nó tạo cái dòng chỉ nè. Nhớ mơ mốt mà chỉnh máy dắt sổ trước khi mà chỉnh vô mặt hàng nó đang bị bỏ mũi hoặc đứt chỉ rồi á. Bỏ mũi thì bỏ mũi kim trong đây là không có hồng lọng, còn bỏ mũi kim ngoài này là hồng lọng nó nhiều. Hồng lọng nó nhiều đồng thời nè, đồng thời lúc đó là lúc móc đang lao tới nè, mà hồng lọng nhiều nó sẽ bị lật liền. Nó bỏ mũi hai mũi là lúc đó là mình chỉnh cái hàng này nè. Mở lọng ốc ra. Mở lọng ốc bên đây à. Đó. Nhà sản xuất nó sản xuất ra mấy cái này đều có tác dụng hết. Đó. Cái này có tác dụng là chỉnh mình đưa lên cao là đánh chỉ càng căng, hiểu không? Còn mà mình đưa cảm thấy không có thòng lọng thì mình đưa xuống hết cỡ là sẽ thòng lọng nó nhiều. Mà muốn thòng lọng ít thì cho con này lên. Đạn này lên tí siết cứng lại. Đó. Còn cái thằng này nè. Cái thằng này cũng có tác dụng thòng lọng, đưa lên tăng cùng là thòng lọng nó nhiều, mà xuống hết tăng cùng là thòng lọng nó ít. Đó, nhớ cái chỉnh thằng lại thòng lọng nè. Đối với máy canh sai thì nó có cả một cái cây mình chỉnh thòng lọng nằm trên đầu, còn đối với máy dắt sổ này á, là nó sẽ có một cái nè, hai cái nè, ba cái nè, ba cái chỉnh thòng lọng đó. Trường hợp bị bọ mũi kim trong, thường thường đa số bọ mũi kim trong đây là tôi chỉnh là chỉnh mang này trước. Mình chỉnh mang này trước mà cảm thấy nó vẫn còn bị bọ mũi. Vẫn còn bị bọ mũi là lúc đó mình mới ban bộ tờ mũi mình chỉnh từ đầu từ A đến Z luôn á. Mình chỉnh giống như mình đang học vậy đó. Nhớ nha, trước khi ngồi vô cái máy mà dắt sổ nào đó đang bị bọ mũi, bước đầu tiên là mình kiểm tra kim trước. Bước thứ hai là mình kiểm tra đường nhăn chỉ. Rồi bước thứ ba cuối cùng luôn á là cảm thấy còn bọ mũi đó, lúc đó mình mới ban ra. Đó. Ban một cái là quyết định luôn. Đó. Nhớ nha, trước khi mà vào quay lại vấn đề chính mà móc trên nè. Nhớ trước khi mình chỉnh á là mình phải kim vừa nhấp nhô đi xuống, mở lỏng móc ra. Mở lỏng ra. Mà lỏng ra. Con ốc này là chỉnh có tác dụng là chỉnh độ bế của móc trên. Đó, nó có thể lên xuống được, hiểu không? Đó, mình chỉnh mình càng kéo lùi lại. Mình siết cứng lại. Coi kim nó đủ lấy giờ, giả sử như nó đang vô quá nè, cho nó lùi lại một tí nữa. Mình chỉnh phải để ý nè, thường á
nó bị bo mua bị gãy kim nè, cái vấn đề chỉ sẵn chấn chỉ luôn nè. Đó, vấn đề này nó bị gãy cái kim trong nè. Bình thường bị gãy kim á là đa số là do, một là do nó đụng với cái mặt huyệt này, hai là nó đá kim nó sẽ bị gãy kim thôi. Đó, rồi trường hợp thứ ba này nè, mà mình mới đi làm thực tế mà mình không để ý cái hàng móc trên này nè. Lúc mà kim đi xuống nè, móc trên nó đã, kim nó đụng với móc trên mình đâu để ý đâu, nó cọ với hàng móc trên này, lúc đó đồng thời nó sẽ bị gãy kim, hiểu không? Nhớ cái vấn đề vô gãy kim, cây kim trong nè, cây kim ngoài này, ít khi nào bị gãy lắm. Giả sử như bị gãy kim trong này, bước đầu tiên phải kiểm tra nè, mặt quẹt nè, chỉnh bội tàu mũi có ok không, xong đồng thời lúc đó mình kiểm tra luôn móc trên coi kim nó đang quẹt không. Hiện tại đang quẹt này chạy không ổn nè, chạy tí là bị gãy liền á. Đó, nhớ vấn đề là tại vì nó xiên lưng nhiều quá. Đó, xiên lưng nhiều quá nó có hai loại móc, một cái loại móc dày, một cái loại móc mỏng. Giả sử trường hợp mà trong ty nó không có loại móc mỏng thì bắt buộc mình phải chỉnh, tháo cái hàng này ra mình chỉnh ăn gian nó cho lùi lại tí lại sẽ hết. Đó, rồi lùi lại đó, đồng thời lại sẽ kim đi xuống nó không đụng nè. Đó, thấy chưa? Đó, đó là chỉnh ăn gian bờ 8 ly. Để bữa nào đem cái mặt nguyệt 8 ly về cho mấy anh em học cho dễ chơi, dễ chỉnh, dễ xử lý luôn. Đó. Rồi. Chúc mọi người thành công nha.